và Gunny cầm Baby, chim sẻ cầm Hit. Thực ra thì cái bài thông thường thì Hồng Anh cầm Pờ, tôi thấy bài toàn mắc binh thôi. Trận nào cũng kích 9 sớm với cả đầu 8 đầu tục, rất ghê. Hy vọng bài này không phải là bài quá đẹp của người cầm Pờ Sian. 2% giò quả dành cho Pờ, nhưng mà lại chắc chắn đây là bài đấu mà Pờ Sian không bị chậm dần và quả đầu gần. Còn quả đầu có đẹp hay không, hay là có đồ lùi về không, chúng ta cần phải chờ đợi turn soi thám tiếp theo của chim sẻ và Gunny. Tham lai. Vâng, tất cả đều chín dần, nhưng mà đã không có ai bị chậm dần so với cả những người khác cả. Vâng, có sửa từ. Và đây là hiệu đồng. Một bài vẫn có vẻ như là có thể được cùng dành cho chim sẻ, nhưng đây không phải bài cùng đẹp lắm, thế là hơi rộng và đồ ăn thì chưa có nhiều. Cho xem Gunny chém ra sao. Có quả phụ giữa hai nhà. Gunny thấy một quả thứ hai rồi, có lẽ một quả giữa hai nhà sẽ được nhường cho game thủ chim sẻ. Quả phía ngoài, quả phía ngoài chắc là sẽ ăn đấy, bởi vì Gunny đủ rồi. Gunny ăn voi, sẻ ăn quả phụ giữa hai nhà, và chính xác là giữa hai nhà có hai mỏ quả phụ đấy, sẻ gió một mỏ quả phụ giữa hai nhà rồi. Không phải đâu. Ở như chỗ có ba voi sao Gunny ạ? Xem voi bị câu chưa? Sẻ đang câu đấy. Đây là một bài mà có khá nhiều ăn, không phải nhá. Hai con voi khác. Ủa, thì chỗ đấy là có nhiều đồ ăn lắm đấy. Chỗ đấy có 4 voi và một mỏ quả phụ. Ờ, thế thêm quả nữa đấy. Gunny ăn mỏ quả kia đi nhá. Ờ, có hai mỏ quả giữa nhà luôn đấy. Xem như thế nào. Một mỏ quả sẽ mấy bản đồ. Thôi được rồi, Gunny sẽ ăn mỏ quả đấy. Còn sẽ ăn hai mỏ quả xa. Nói chung là Gunny thấy quả nào ăn hết đi, được chưa? Đấy, chuẩn ra là như vậy. Ăn hết quả đi, sẽ đủ rồi. Vâng, giữa hai nhà có tới 3 mỏ quả phụ. Thế cao thủ đang tương đối rối loạn. Đây là một mỏ quả phụ đầu tiên này. Phía trên có thêm mỏ quả phụ nữa này. Và sau cánh rừng ăn ép đầu của chim sẻ có thêm một mỏ quả phụ nữa. Thông tin báo về Pơ 22 dần lẻo Hồng Anh. Lại chín rồi. Mình lên đời chưa? Chưa lên đời. Đây là phút thứ 8. Sẻ vừa mới kích đời thôi. 837. Bây giờ anh sẽ đánh ai? Hồng Anh đánh ai thì người ấy sẽ yêu. Chắc chắn là như vậy rồi. Bài Persian sẽ lên sớm. Và mà toàn Hồng Anh cầm Pơ chứ. Đây bạn ngày hôm nay nhiều Pơ. Có đúng một trận chiếc bòi cầm Pơ thôi. Nên trận đấy chiếc bòi anh cùng ngà và chiếc bòi thua. Hai sư tử. Sư tử không cắn xe. Cắn hiệu. Hồng Anh điểm số đang siêu cao. Cắn đi, 26 giật, chưa bị chọc. Chuẩn bị thiết kế như điều kiện. Đây là BL và đây là BM. BM BB kín màu gỗ. Màu vàng cũng rất dễ bò dành cho game Gunny. Chọc chưa? Và như vậy là bị chọc rồi. Đến từ xe. Xe còn chưa xây nhà điều kiện thì đã bị chọc. Rồi vậy. Rồi mày chết. Chọc gõ. Kích đời.
11, 12. Chim sẻ sẽ đánh kiểu bò nhỏ và cố gắng giữ mạng ở trong trận đấu này. Đường chặt gỗ. 1E. Bên này 1E nữa. Đó. Còn hiếu. Vẫn bị chọc xuyên. Hay thật. Giữ mạng. Hồng Anh vẫn đang cố gắng chọc tuần này. Những tuần sòi máu rất nhanh đến từ Hồng Anh. Chết. Vậy. Ui giời, pha vé rất nhanh của chim xe. Nhưng vẫn yêu. Hồng Anh lên đời quá sớm so với cả quy định. 1A nữa. Xe đang không có lực để có thể nâng cấp bánh xe. Rồi, cố gắng bỏ nhỏ thôi. Xe yếu nha. Rất yếu đấy. Gani đang chọc chéo cánh sang phía bên kia. Xe bỏ nhỏ hết rồi, khả năng cao nó chọc sang ấy Gani ạ. Gani bỏ một làng đà, bơm thịt cho chim xe, chim xe lên bánh xe. 1P. Gani vẫn đang là một bài 2L trở lên. Có bánh xe không Gani? Như vậy là kích bánh xe rồi. Gani đang có khá nhiều vàng. Đập 1P để ra phù. Đây là bài vàng 2L bánh xe. Họ không thấy đâu. Tiếp tục là Điên Hoa. Thêm hai con voi. Đang dò vào nhà của Hồng Anh. Đây rồi. Một bài Hồng Anh lên đời sớm. Boy. Cho rất nhiều dân để ăn vàng đến từ Hồng Anh. Màu vàng đang bị công vào. Rất nhiều lạc đà. Rất nhiều. Ít nhất là khoảng tầm 4 tên lạc đà đều dành cho Hồng Anh rồi. Bài đấu mà cho nhiều dân vàng như này, tôi khẳng định các bạn rằng đây là bài đấu mà Hồng Anh có ăn hoàng. Ăn hoàng rất nhiều thì mới có nhiều dân vàng như thế này. Vâng, bị công lên bởi game thủ. Vâng, cầm Babylon, Chip Boy. Và Hồng Anh chém khỏe. Thì đó Chip Boy khá dễ chơi, mặc dù Chip Boy cầm một loại chém khá cùi thôi. À, mặc cùng khá cùi thôi, đó cùng Baby. Đội bạn lại quay trở lại nha. Đội bạn đang quay trở lại nhà của game thủ chim xe. Xe không biết có cùng cầu không. Đội bạn đang bắn mỏ vàng của Gunny. Hàng 28, Gunny đang giữ hàng khá vội và đã làm yếu được game thủ cầm phơ. Quay trở về đã hai con voi vẫn đang xin phù đẹp. Chúng ta xem sẻ đã hồi ra chưa. Sẻ đang 26 rồi. 2, 4, 6, 8, 9 của lạc đà. Dìa được một lạc đà không? Hồng Anh đang 7E. Sẻ đang rất yếu. Có một con lạc đà sắp hết máu đấy. Sẻ đi một điểm. Bắt đầu có ruộng. Dành được một sẻ có phù, phù kia. Được không? Được. Được một lạc đà. Tươi. Và là chim bò vẫn chưa sang đây để kết hợp với cả Hồng Anh. Một mình Hồng Anh thì không thể công được cả hai nhà. Chim sẻ và game thủ Gunny tạm thời vẫn đang đỡ được. Và chim sẻ vẫn đang có tham lai là ổn. Đầu đối đầu với Persian tham lai như này là cũng là ổn rồi. Ra thêm một vài cái ruộng nữa tại nhà chính. Hồng Anh đang đảo. Hết đảo để làm gì? Chờ chim bò sang à? Đây là game thủ Gunny. Gunny dường như bị chim bò bắn một tên. Vâng, tham lai là 24. Thông tin báo về đội bạn đang sang phía bên này. Cùng Baby thôi, đối đầu với cả cùng của Hitty. Thì Hitty đang ít cùng hơn, và đội bạn đang có thêm lạc đà. Phu, lạc đà lao vào chém cung rờ. Lạc đà lao vào chém cung rờ, chém hết cung rờ đi. Có thể lạc đà phơi xong, nhưng hiện tại Hồng Anh đã hết lực hay chưa. Còn cung rờ Hitty mà giết lạc đà là rất đau. Và bắt được gà trong tuần này, phải bắt được cả cung luôn. Tham lai của chim sẻ là 23, nhưng Gani phải ra được thêm lạc đà nữa cơ. Vâng, Gani tăng 23, thông tin báo về của anh ta là 2L đều. Thật đấy. À, như vậy là vẫn đang đều thật. Còn dân của Gani đang toàn bộ là vác ra để có thể ăn vàng và làm ruộng. 5 cái ruộng đủ cho Gani sắp đều 2L rồi. Đơn vé chưa thành công lắm của cái đủ chim sẻ. Vâng, chim sẻ nở lên tham 40. Vâng, nở lên tham 40 dành cho chim sẻ là rất tươi. Thì hiện tại tôi đoán rằng game thủ Hồng Anh đã bắt đầu hết lực đến từ Hồng Anh. Một bài cầm Persian Hồng Anh lên đời rất sớm. Và đây là bài đột biến của Persian. Vậy E, 2E rồi là bắt con lạc đà này. Sắp hết lạc đà đấy, còn tầm 3-4 con thôi. Một bài đấu mà đến thì hiện tại tôi đoán là Hồng Anh đang quay trở về nhà của mình và ra ruộng. Nhưng mà số lượng ruộng có vẻ như sẽ không nhiều. Đây là Gunny vẫn đang cố gắng 2L. Một bài đấu Babylon đánh khá tốt.
Vâng, bơm đồ cho chim sẻ, thủ phù trước Pơ và sau đó chém yếu Pơ. Chém yếu Pơ nhưng Pơ chưa chết hẳn đâu nhá. Pơ chết có chục dân rồi. Bà đánh 22 dân, chết chục dân là còn hơn chục dân nữa. Thông tin báo về tham mình đi. Theo tôi nhìn thấy là tham chúng ta bị đi thì đúng hơn. Vâng, Chip Boy đang là người có tham bài to nhất bản đồ. Tham bài Chip Boy rơi vào tầm 50. Nhưng mà đây là tham bài đánh được chứ không phải là tham bài tìm. Vâng, đội bạn đang đi cùng sang nhà của chim sẻ. Chim sẻ vẫn đang giữ tham bài là 42. Một bài đánh 3 BA đều thôi. 3 BA của Hitty hoàn toàn có thể chơi được 4 BA của Babylon. Bởi vì chất lượng cung là hơn nhau là rất nhiều. Chip Boy đang đi cùng liên tục, dường như đang muốn đi cùng vào vâng cái khoai ruộng của cái thủ chim sẻ. Chim sẻ bắt gọn 4 con cung R này của Hello Chip Boy. Còn ở cánh bên kia là Gunny là rằng có thể đỡ được game thủ Chip Boy không. Tuần này tờ đồng của Chip Boy, nhưng Chip Boy đi lỗi quần không. Kịp thời phát hiện và anh ta dập lại rất nhanh. Nhưng có thêm một kinh khắc để thấy bắn một màu vàng. Chip Boy đi cùng cũng là khá tốt. Gunny tham còn 22. Vẫn hai là đều. Bởi vì chỉ cần có vàng thôi và khoai ruộng ấm thì Gunny vẫn có thể sóc đều được cung. Thêm một E nữa tại vị trí này. Chúng ta đang đứng thủ và bắt quân thôi chứ không thể đi được quân. Mỏ gỗ nha sẻ ơi. Như vậy là sẻ để lọt mỏ gỗ rồi nhưng không sao. Chạy dần đi là được, cẩn thận bị vẩy E. Cẩn thận bị vẩy E. Vẫn không thì uống vẩy E của đội bạn ở trong tơ này. Sẻ đang dần khỏe ra, tham mai là 50. Hồng Anh vẫn đang chảy lạc đà khá đều. Và đến bây giờ thì với số lượng ruộng ở nhà của mình thì tôi đoán là Hồng Anh cũng đã đủ ruộng để có hai, để có thể có một bài 2L đều rồi đấy. Chim sẻ đã có chặt gỗ 2. Một bài đánh đang không có nhiều dân của game thủ chim sẻ. Lúc đầu bị chết cả khá dần bởi Hồng Anh. Bây giờ mới đang bắt đầu hồi lại thôi. Nhưng đã dần dần khỏe ra rồi. Một E nữa. Và bắt nốt con lạc đà bên trong nhà của mình. Trong nhà của chim sẻ vẫn còn một lạc đà ở góc 6 giờ. Hồng Anh đang giấu mưa. Quay trả cho Gunny. Gunny tham 24. Có 2L đều được nữa không? Vẫn đang rất nhiều lạc đà dành cho Gunny. Một trận Gunny đánh rất tốt. Nhưng bây giờ thì không chơi được rồi. Bây giờ thì cần cái sự trợ giúp của game thủ chim sẻ đội bạn đang vẩy E. Đen BG ra mà chạy. Rất đông cùng của Chip Boy. Gunny bị mất khoảng tầm 2 lạc đà trong tuần vừa rồi. Bằng này lạc đà thì hiện tại Gunny đang nhiều lạc đà hơn cả game thủ Hồng Anh đấy. Đang nhiều lạc đà hơn Hồng Anh. Hồng Anh bắt đầu bị mất thảm. Hồng Anh bắt đầu bị mất thảm. Nhưng mà sẻ hiện tại vẫn chưa thể sang được nhà của game thủ Gunny để thủ cho người đồng đội của mình. Sẻ đang muốn bắn phít thẳng game thủ Hồng Anh. Đây rồi, đây là dân của Hồng Anh. Vẫn 4A ra đều, màu gỗ đang bị mài vào. Đội bạn đang chém ở rất nhiều vị trí khác nhau. Ba phải về của game thủ chim sẻ, bắt được một con lạc đà. Dân Hồng Anh đâu nhỉ? Thằng này nó cứ chạy kiểu gì ấy. Quân đội bạn đang ở giữa hai nhà. Thằng này có sẻ là 60 đây rồi. Ông này chạy ủa ngoa là ngoằng cân pơ quá, chạy nhanh nhỉ, vù phát hết rồi. Đây là quanh ruộng của Hồng Anh ớt lại mất. Cảm giác như kiểu là rất AC đi ăn đấy. Vâng, đội bạn đang báo về đang chim sẻ đang có quân bên nhà ông anh. Đội bạn đang muốn ốp cái thủ chim sẻ cho cái này nhưng đang ốp được không. Đây là cung hit. Vâng, đây là cung hit. Vẫn còn dân ở trong góc 9 giờ. Hồng Anh vẫn đang cố gắng muốn quấy cái thủ chim sẻ. Bơm 100 gỗ và vẩy lại một chiếc cái bè không. Bây giờ thì cần phải kéo về. Hồng Anh đã chết rồi. Hồng Anh đã trở thành người thiên cổ. Bây giờ Hồng Anh sẽ chỉ có một vài con lạc đà để đi quấy quả cái bản đồ này mà thôi. Sẽ muốn bắt hết tên lạc đà này của game thủ Hồng Anh. Và bắt đầu đẩy sang nhà của Chip Boy. Chip Boy tham khoảng tầm 90. Đội bạn đang ốp sẻ kìa. Nhìn không. Gunny sẽ cần phải giữ lạc đà nhá. Đừng đấu nhá. Giữ lạc đà để đảo cho sẻ tên này. Vâng, tham mai 30. Gunny dường như bị đốt mất hai nhà BL. Anh ta đang cố gắng xây lại chiếc nhà BL thứ hai. Một bài đấu mà Gunny khoanh ruộng rất ấm bằng chỉ 5 cái ruộng ấm thôi. Nó khiến cho thủ Gunny có thể có một bài 2L đều từ bấy đến bây giờ. Chip Boy đang muốn bắt quần. Và như vậy là Chip Boy không đi quần. Anh ta đứng thủ. Đứng thủ bắt quần. Và không biết là có đào vàng để lên 4 không. Một tuần quần rất đông dành cho game thủ Hello Chip Boy. Đây là khoảng tầm 2 kích full. Cung Baby bây giờ thì chắc cũng có đầu máu rồi. Còn sẻ còn lâu nữa lên được đầu máu. Một bài đấu mà sẻ chỉ có thể ra được quần thôi. Không thể ra được dân. Phát triển không khỏe. Giờ này đội bạn có dốc nha. Lại là một lạc đà được thả vào nhà chính. Rất may chim sẻ khi phát hiện ra. Giờ này là chơi được. Chúng ta có dốc. Chim bò đã mất đi con dốc của mình ở tại nhà chính. Vâng, phù được con lạc đà. Sẻ có lẽ cần phải có một cái BG để ra thêm ruộng không. Rất đông cùng R đến từ chim bò. Nhưng đây vẫn là cùng R hit. Một loại cùng R nó chất lượng hơn cùng R Babylon là rất nhiều. Vâng, tham lai là 73. 4A ra đều.
Bơm 100 gỗ cho anh thủ Gani để Gani có thể ăn thêm vàng. Gani chuyển sang sóc chém có được không? Gani mất thừa thịt không dùng đến có thể cho sẻ nhé. Sẽ phát triển khỏe hơn. Gani đang đảo toàn diện rồi. Chim bòi không dám bỏ lây trò với cả game thủ Gani. Bởi vì với số lạc đà này mà chim sẻ với số lạc đà này mà game thủ Gani xông vào chém là cũng rất là đau đầu. Sẻ thả máy 74. Sao tham xem chim bòi đào vàng không anh em? Thêm có nhà chủ nữa. Tạt lại game thủ cầm 1-1 Hồng Anh. Sẻ bây giờ thì cần có công nghệ quan trọng và công nghệ đầu máu chưa đủ vàng nhá. Rồi đủ rồi nhá. Tham lại. Và như vậy là 45 giật và chưa đào quá nhiều vàng. Có đào một chút vàng dành cho cái đuổi lô chip boy mà thôi. Thông tin báo về đội bạn đang bắt đầu gì? Chim sẻ có cần phải tăng A không? Hiện tại mới chỉ là 4 nhà BA dành cho chim sẻ mà thôi. Thêm một vài chiếc nhà BE nữa. Chim sẻ đang kéo quân về. Vâng, rất đông cùng đến từ chip boy. Chip boy đang đi cùng ở hai hướng. Hiện tại cùng của chim sẻ đang ít hơn cùng của cái đuổi lô chip boy. Nhưng về cái chất lượng quân thì chim sẻ đang nhìn hơn. Và chúng ta quan trọng là có lạc đà đảo. Còn đội bạn thì không, Hồng Anh đã phê. Hồng Anh thì hiện tại đã phê. Cùng là Hitty đồng đầu với cả cùng đời Egypt. Hồng Anh vẫn quấy được thôi. Vâng, đảo đi kéo chứ. Đảo thôi, cứ đảo thôi. Giờ này chưa ăn chơi đâu nhá. Cùng đời của chim sẻ vâng đã kịp lên xong cái đầu máu rồi. Giờ này còn chơi được không? Gani còn một lạc đà để đảo. Quân của chú còi vẫn đang còn. Sẻ thì cũng đang còn. Quân của chim sẻ dường như là toàn thương binh. Lùi lại một chút. Vâng, lùi lại một chút thôi là sẽ đỡ được. Ra thêm một vài cái ruộng nữa. Giò tay thế là rời. 4A, sẻ bây giờ có lẽ cần phải tăng A thôi. Tôi thấy số lượng quân bằng số lượng lực của chim sẻ đang có là đủ để con sẻ có thể tăng được 3 BA thứ 5. Cứ bình tĩnh thôi, thế hiện đang là 1 đánh 2. Babylon thì không có quá nhiều dân để có thể có một bài đấu nhảy 4. Đội bạn đang chỉ trầu quân để có thể ốp chúng ta. Và chúng ta cần đỡ được thôi là cửa thắng sáng rồi. Gani chỉ đảo thôi nhá. Gani chỉ đảo thôi nhá. Tham bài là 6x dành cho game thủ chim sẻ. Tham bài của chip boy rồi tầm 9x. Tham hiện tại vẫn đang cân. Chúng ta là 1 nhà 25. 1 nhà 6x. Tổng là 8x. Còn chip boy là 9x. Hồng Anh đang ra là một vài con lạc đà. Từ từ nha. Bắt nốt lạc đà của Hồng Anh đi. Và nếu có thể thì hãy đen nhà BL Hồng Anh đi luôn thì cũng được. Đỡ bị mất tay nữa. Hội mất tay với ông Hồng Anh rồi đấy. Vâng, sẽ bắt đầu cơ cấu rộng ra phía bên ngoài. Cứ đứng trong thôi, cứ giật sâu hẳn bên trong. Cho sẻ nó bắt hết tên lạc này đã. Và thông tin báo về chip boy lại chuyển hướng để đánh vào game thủ Gunny. Và bà đánh chip boy đã là người cầm chủ lực. Sẽ cần phải sóc cung đều hơn. Đây là Gunny. Nhà chính đang bị công vào. Nhưng cơ sở ăn của Gunny ở đằng sau. Vẫn có dân làm vàng và vẫn có dân làm ruộng. Gunny vẫn đang có thể sóc đều cùng. Chip boy đang đi cùng rất khó chịu. Anh ta đi lờn vờn xung quanh. Để bắn vào những điểm yếu của game thủ chim sẻ. Và game thủ Gunny tiếp tục là hai kích cùng nữa của chip boy. Chip boy hiện tại đang khoảng tầm 3 kích cùng. Ít nhất là 3 kích cùng. Chim sẻ và Gunny kết hợp tốt với nhau. Từ này Gunny cần phải đảo. Nhưng diện tích đảo của Gunny chưa phải là quá nhiều. Gunny cần dùng đảo từ này nha. Không Gunny hổ báo vâng kéo vào làm và chơi luôn. Không được, đông lắm. Đội bạn ứng thế hình cánh cùng rất đẹp. Gunny cũng cần phải dọc chém để đảo tốt hơn không. Tuần này đảo là vẫn chơi được đấy. Và Hồng Anh vẫn đang cố gắng có những con phù, có những con lạc đà để có thể khiến cho sẻ mất tay. Rất mất tay và đang không thể điều được cung dành cho game thủ chim sẻ. Tăng nhà bia thứ 6, kéo thêm quân lên như vậy là đẩy lui đối phương khỏi con dốc này. Tham 6 nhằm. Từ nãy giờ đấu quân quá nhiều nên sẻ đang không thể nở được tham. Không thể nở được tham. Tham lại, đội bạn đang càng đánh. Không, vẫn cần thôi. Vẫn cần thôi chứ cũng không đè xuống. Mặc dù chúng ta mất quân nhưng chip boy cũng là người mất quân. Tham chip boy là khoảng tầm hơn 1 lít. Tầm hơn 1 lít bắt nốt lạc đà của game thủ Hồng Anh. Hồng Anh có khoảng tầm 2 con lạc đà thôi. Còn chim sẻ sẽ cần phải bắt từ này khi mà game thủ chip boy đang mất tay ở phía bên kia. Vâng, tham lại 23. Vâng, bắt từ này. Bắt. Sẻ cũng mất tay bởi con lạc đà của Hồng Anh. Hồng Anh có 2 lạc đà thôi nhưng từ nãy giờ anh ta rất cần cù và chịu khó. Vâng, sẽ đưa quân sang. Vâng, đây là mảnh máy của Gunny. Đội bạn vẫn đang đứng trên con dốc này. Tham lại 78, sẽ đang muốn bắn nổ hai nhà BL của ông Hồng Anh để khiến được ông anh không còn quân để quấy vào nhà của mình nữa. Có ai xoay tham xem chiếc bò đào vàng hay chưa không?
Một turn soi tham nhẹ thôi, 63 dần. Chiếc bóng bắt đầu nhiều dần hơn rồi. 63 dần đến từ game của Hello Chipbox. Sẽ đang khá trầu quần, đang đứng quần để thủ cho game thủ gắn đi. 400 vàng nha. Hãy cẩn thận một bài đấu nhảy 4 dành cho game thủ con Baby. 87. Cho xin 100 vàng lên bản đồ được không? Nếu lên bản đồ thì sẽ chủ động để có thể đỡ nhà cho Gunny hơn. Bây giờ thì sẽ tự tin để có thể tự động tự thủ nhà của mình và nhà của Gunny. Khi mà có bản đồ xong, trong đó thì Gunny đang muốn Comforter lọt vào nhà chip bò để khiến chip bò yếu đi, chứ không cứ để chip bò khỏe như này và chảy lạc ra đều là hơi khoai. 63 giật và sẽ chỉ là 4x giật rồi. Tham 97 sẽ cũng đang toàn quần và chiêu ý đồ đào vàng để nhảy 4. Bây giờ là phải trâu quần đã. Vâng, thông tin báo về chiếc bóng bắt đầu đào vàng nhiều hơn rồi. Bắt đầu đào vàng nhiều hơn dành cho chip boy. Dường như anh ta cảm thấy rằng không thể ốp được game thủ chim sẻ nên anh ta bắt đầu kéo quân về để có thể thủ. Vâng, tất quân về thủ dành cho game thủ. Vâng, Hello chip boy. Gunny nhiều vàng lắm, anh sẽ có muốn nhảy 4 không? Nếu mà sẽ muốn nhảy 4 thì Gunny có thể bơm một turn để có thể kích 4 luôn đấy. Vâng, sẻ đang ra được thêm những khoanh ruộng, bơm cho Gunny 100 gỗ. Sẽ đang đi khoảng tầm 2 kích cùng gờ của Hitty. Đang tìm những cái vị trí để có thể ốp vào nhà của người cầm Baby Lord. Nhưng tôi nghĩ tờ này ốp thì có thể là hơi quay. Gặp dân kia. Trời ơi, đây là 20 dân. Đúng rồi, cứ làm rồi đối phương mất tay đi. Tờ này thơm đấy, chúng bò rất đông cùng khoảng tầm 3. Thì 4 kích cùng để chúng bò thằng chúng bò khoảng tầm 1.4. Tầm 1.4. Tờ này sẽ phải cẩn thận, sẽ đang có thể đánh là hướng của đối phương. Chim bò đang mất tay để bắt cùng lò của chim sẻ. Chim sẻ cẩn thận bị vẩy e, và đúng là có vẩy e dành chim bò luôn. Nhưng nếu chim bò vẩy e tờ này, chim bò cũng không có tay để có thể để ý ở nhà của mình và bắt đầu lọt vào trong nhà của chim bò bằng những con cùng lò và những con lạc đà. Và bắt đầu bán dần, đây là cùng hit nha, nó bán dần để gửi chất lượng. Vâng, Gunny bắt đầu lừng được ruộng của game thủ Hello Chip Boy. Lạc đà đi không còn nhiều lắm, vâng, Chip Boy đang toàn quân lộc quân và nhìn thấy quần Chip Boy đông như quân nguyệt. Nhưng đây là tham 1.2 đến từ game thủ chim sẻ với một việc đã lùng quay ruộng thì liệu rằng Chip Boy lên được đời 4 không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, Chip Boy bắt đầu ăn dừa ở phía bên ngoài rồi. Ở thềm đầu thì bài Chip Boy là khủng, bài Chip Boy là kín. Nhưng đến bây giờ thì việc ăn dừng ở bên ngoài thì nó khiến cho game thủ chim sẻ có thể có thể móc máy vào nhà của Chip Boy và ăn dừng Chip Boy. 1.2 vẫn đang cố gắng để có thể ăn dần. Tần trong nhà cố gắng rèn giữ và thả diều. Vâng, bị ăn nhiều dần này lên 4 kiểu chi. Hình như là bạn ăn dừng bên phía nhà của Hồng Anh. Ăn dừng bên phía nhà Hồng Anh nhá. Và Hồng Anh thì vẫn cố gắng lọt, ông này chăm chỉ cần mẫn thật. Vâng, tơn vừa rồi là một tơn Chip Boy mất cực kỳ nhiều dân nha. Cực nhiều dân và đúng là ăn gỗ bên phía nhà của cái đội Hồng Anh. Vâng, đóng S thì ăn gỗ luôn ạ, à, hết gỗ rồi. Vâng, như vậy bài này thì Chip Boy không thể được 4 và chúng ta cũng không việc gì phải lên 4. Sẻ đang tiếp tục tăng à để có thể trâu quần. Nói về trâu quần thì Babylon không có một tí cửa gì. Sẻ bắt đầu nhiều dân hơn game thủ Hello Chip Boy ở trong trận đấu này. Bắt đầu nhiều dân hơn, Chip Boy đang muốn lưu ngược nhưng có lưu được không? Có lưu được không? Đỡ được nhà tờ này là thắng. Chip Boy đang có một canh bạc tất tải. Tất cả quân của Chip Boy dồn hết lên nhà của thủ chim sẻ. Chim sẻ cũng đang kéo hai kích quân về, một kích quân ở nhà vừa mới ra. Gunny đang có con lạc đà đây để nghề đào cho thủ chim sẻ. Thằng này đang đè ngược trở lại giành ca thủ đến từ liên quân của Saigon New và Sparta. Tờ này tôi nghĩ rằng sẽ đỡ tươi khi mà chúng ta còn có cả lạc đà và chất lượng cùng chúng ta là nhìn hơn. Vâng, trận này mà thắng thì nó sẽ là trận siêu phẩm gần một tiếng trong game. Và tưởng chừng như chúng ta đã thua với tên chọc giò của Hồng Anh rồi. Bài Persian của Hồng Anh lên đời siêu con nhà bà sớm với 22 dần. Chém yếu chim sẻ và chim sẻ gần như là không có thịt để nâng cấp được cái bánh xe. Bắt buộc phải bò nhỏ. Nhưng Gunny đã làm rất tốt trong trận đấu này. Vâng, 2L đều bơm.